6 giờ sáng, ông Vĩnh đang chuẩn bị cơm sáng cho một ngày bằng đồng mưu sinh. Vẫn là cơm trắng và món ăn quen thuộc trong 2 tháng gần đây, đó là cá linh kho mắm. Những con nước đầu mùa tháng 8 âm lịch, từ những chân ruộng ngập bùn, hè nước đã bắt đầu đâm tược. Chẳng mấy chốc, cọng hè đã mọc dài chừng 5-6 tấc, mặt lá rộng cỡ bề ngang một lóng tay. Coi như nước xuống là nó đã có hả? Nhưng mà cũng tùy theo miếng có, chứ không phải là miếng nào nó cũng có. Vậy là ăn sống vậy đó, rồi mình chấm mắm, chấm gà, cá kho lạc rồi vậy thôi à. Hè nước được người ta dùng ăn sống như một loại rau, chấm nước cá kho, thịt kho. Nhưng ngon nhất phải là ăn kèm với món cá linh kho mắm hay cá linh kho lạc. Ngon, quấn lại vậy cái mình chấm như vậy nè, nếu mình chấm như vậy, nếu mình ăn. Mình ăn không như vậy là ăn hồi nghe nó béo, ngọt ngọt béo béo, ngon lắm. Nó là chỉ chờ cái mùa nước là mới có nó thôi, chứ qua mấy mùa không có. Những bữa cơm ăn vội giữa đồng nước không cao lương mỹ vị, chỉ có vị mặn mòi của mắm, vị béo của con cá linh, hòa cùng vị ngon ngọt giòn giòn của hẹ nước. Chỉ đem cơm với cá rồi vậy thôi, mòi vậy thôi, rồi mình ra đến đồng á, rồi mình hái rau, bông súng, hẹ rồi á, cái mình ăn. Thì vợ chồng thì cũng ăn thì cũng ngon. Chỉ còn vài ba ngày nữa, nước sẽ rút, để lại phù sa cho những cánh đồng. Đầu đó trên những cánh đồng mùa nước nổi, vợ chồng ông Vĩnh và rất nhiều người dân xứ này lại đắm chìm trong hương vị của món hẹ nước chấm mắm kho, món ăn dân dã nhưng phảng phất biết bao ân tình, được góp nhặt từ mấy trăm năm hẹn hò của đất và nước.